Chia cho số có 2 chữ số, cô có phép tính 810 chia cho 54. Ở đây cô thực hiện 810 chia cho mở ngoặc đơn 9 nhân với 6. Tiếp theo cô lấy 810 chia cho 9 và chia cho 6. 810 chia 9 cô được kết quả bằng 90. Cô hạ chia 6 và kết quả cuối cùng cô có là 15.